Hỏi cô lần cuối, cô có chấp nhận làm vợ tôi không? Tại sao tôi lại phải lấy anh? Lương của tôi 5 triệu. Được, con này đồng ý. Nhưng nếu có thằng lương 6 triệu xuất hiện, tôi sẽ dùng khoản chênh lệch ấy để mua cho anh một cặp sừng.